Xin mến chào quý các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại bãi kiển của anh Vũ nữa không quý vị. Thì hôm nay anh về một số phô mai thứ quý ha, dáng trực ha quý vị, một cốt tại cành điều ha, đa dạng không quý vị, giá cả thì mình cũng thấy khá hợp lý không quý vị. Còn quý vị nào xem chưa đăng ký ấn chuông để cập nhật những video tiếp theo không quý vị. Rồi chào anh Vũ. Rồi mình vô cây số 1 đi Vũ ơi. Thì mình cũng thay mặt anh Vũ cảm ơn quý vị đã ủng hộ ảnh những video vừa rồi đã thành công không quý vị. Nay anh tiếp tục về, địa chỉ của anh ở đây chiều phường Chính Bí Tho, chiều cao anh Vũ 122 anh ơi. Rồi chiều cao 122. Rồi 27 yếu tính 26 không quý vị. Rồi xe dòng đế anh. Đế cũng đều ha quý vị. Tay cành quý vị khỏi chơi. Về quý vị thúc lại nữa ha. Rồi cái số 1 giá vô lưu anh Vũ ơi. 2 triệu 2 anh ơi. Mà số 1 2 triệu 2 tất cả này là mình bao sóng ôm, mình bao ship toàn quốc hả anh Vũ? Pho nhỏ anh ba, mình bao ship toàn quốc, còn mấy cái pho lớn chứ. Rồi, rồi thì chừng nào cây nào lớn thì ảnh cũng báo quý vị ha. Quý vị nào ở xa có thiện chí alo trực tiếp cho anh Vũ ha, để anh em ngồi trao đổi ha quý vị. Giá cả 115. Chiều cao 1m15 quý vị ơi. Lộn mặt trước rồi nè. Từ từ thôi. Rồi 30 cắn nở tính 29 đi ha quý vị. 29 cho số đẹp quý vị ơi. Này để đây ha quý vị. Dán trực ha quý vị. Tay cành ở trên đóng rất đều ha quý vị. Rồi mã số 2 giá lên Vũ ơi. 1,5 triệu anh ơi. Rồi mã số 2 1,5 triệu ha quý vị. Mã số 3. Thì mình cũng xin nhắc lại ha, có nhiều quý vị là yêu cầu mình đo đường kính bầu, nhưng mà quý vị cũng thông cảm không quý vị. Quý vị chưa rõ chi tiết thì cứ liên hệ với anh Vũ ha, tại cái số lượng nhiều. Chiều cao anh Vũ ơi. 1m11. Chiều cao 1m11 ha quý vị. Đó là chuẩn mưa tới rồi. Rồi 34 ha quý vị. 35 yếu tính 34. Đây ha quý vị, đế đây ha. Cây này tay cạnh khỏi chê luôn quý vị, dáng lắc lượng ha. Tay cạnh nóng tứ diện luôn. Một thân một cốt bóp giót luôn hả quý vị. Rồi mã số 3 giá luôn Vũ ơi. Cây này 4,5 triệu nè. Rồi mã số 3 4,5 triệu hả quý vị. Rồi này anh về cái lô này tay cạnh rất là đều hả quý vị. Khi nào mưa lớn là tạm ngưng. Trăm 35 anh ơi. Rồi chiều cao 1m35 ha quý vị. Trời mưa rồi. Rồi 34 hoành anh ơi. 34 hoành anh xích lên chút xíu anh Vũ. Cho cái độ năng luôn ha. 32 hoành. 32 hoành ha quý vị. Rồi xe dòng đế anh. Đây quý vị, tay cành đóng rất đều quý vị ơi, lực không ha, bỏ rất đều ha. Rồi giá luôn Vũ ơi. 4 triệu anh ơi. Rồi mà. Rồi tiếp tục phôi số 5 ha quý vị. Thì trong quá trình hồi nãy quay đang quay trời mưa quý vị. Quý vị thấy không cái bãi à. Anh em cũng ráng dầm mưa ra quay phục vụ cho quý vị. 16 chiều cao anh ơi. Rồi chiều cao 1m16 ha quý vị. Hoành thân 33. Rồi hoành 33 ha quý vị. Đây đế hả quý vị. Đế sổ không quý vị. Ung đều hết luôn, không thiếu mặt nào không quý vị. Thay từ từ thôi anh Vũ. Rồi đây thì nó có một cái ấy không quý vị. Tay cành đều ha. Nói chung cái lô này anh về toàn tay cành không quý vị. Rồi xây vòng vài vòng nữa anh Vũ ơi. Rồi mã số 5 giá luôn Vũ ơi. 4 triệu anh ơi. Rồi mã số 5 4 triệu không quý vị. Thì trong quá trình video quý vị xem chưa rõ chi tiết ha, cứ liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo của anh Vũ không quý vị. Thì mình xin nhắc lại ha, trong video quý vị sai sót mong quý vị thông cảm bỏ qua cho anh em ha. Để ráng đi. Mã số 6.
dán trực luôn tay cầm đều. Chiều cao 127. Chiều cao 1m27 hả quý vị? Đi xe ra đi xe. Đây. Rồi quanh 28 yếu, tính 27 cũng được không quý vị? Đế cũng bung đều không quý vị? Mấy cây này nói chung là cây chuẩn không quý vị? Đế tay cầm rất đẹp quý vị ơi. Đây tay cầm này không quý vị? Một thân một cốp nó bóp giót luôn không quý vị? Lên tới giót lại còn là 9-10 không quý vị? Rồi mã số 6 giá lên Vũ ơi. 3,2 thôi. Rồi mã số 6 3,2 không quý vị? Rồi mã số 7. Rồi chiều cao 1m19 quý vị ơi. Rồi 32 yếu tính 31 ha quý vị. Đây đế đây ha quý vị. Chung cây nào đây cũng chuẩn ha quý vị, đạt cây ha. Này hơi lắc ha quý vị. Tay cầm quý vị khỏi chơi ha, cái lô này ảnh về. Còn bộ tứ quý không quý vị? Rồi giá lên Vũ ơi. Mã số 7. 3 triệu anh ơi. Rồi mã số 7 3 triệu ha quý vị. Rồi một cây giáng siêu. Tay cầm tứ diện. Tay cầm quá múa. Trăm lẻ hai chiều cao. Rồi chiều cao 1m02 quý vị ơi. 26. Rồi 26 chuẩn ha quý vị. Rồi xây dòng đế anh. Đây đế ha quý vị. Đây chân chịu nó ngoài trước nó có luôn ha quý vị. Cộng ha. Ngoài chi tiết quý vị xem kỹ ha. Rồi dán siêu ha quý vị. Tay cầm này rất đều quý vị. Rồi giá luôn anh Vũ ơi. Cái này 3,2 anh ơi. Rồi mã số 8 3,2 ha quý vị. Mã 9 nằm đâu? Rồi mã số 9. Cây mùng dán trực luôn không quý vị? Đây, cành quá đều. Lực. Chiều cao 85. Rồi chiều cao 85 không quý vị? Hoành tăng 32. Rồi hoành 32 không quý vị? 32 chuẩn. Chiều sổ nó cũng hai tấc không quý vị? Đế đều hết luôn không quý vị? Tay cầm đây. Rồi giá lên Vũ ơi. 4 triệu anh ơi. Rồi mã số 9 4 triệu không quý vị? Rồi mã số 10. Đó cây cũng như lắc hơi lắc nhẹ không quý vị? Chiều cao 1m. Chiều cao 1m quý vị ơi. Rồi hoành 35 yếu tính 34 quý vị. Đây đế không quý vị, đế cũng đều hết luôn ha. Tay cầm cũng tứ diện, rất là cây hấu vậy. Rồi giá lên Vũ ơi. 4,5 triệu anh ơi. Rồi mã số 10, 4,5 triệu hấu vậy. Rồi mã số 11. Cây bonsai chiều cao 51 quý vị. Rồi 35 chẳng quý vị ơi. Đo xích dưới Đình Vũ. Cho hai vị trí Đình Vũ.
37 không quý vị, vị trí dưới ha. Cái đế quái quý vị. Đây, đế nó ha quý vị. Đế quái ha. Cái này bonsai ha quý vị. Thì đây có hai mặt cắt, anh xử lý keo ha quý vị. Kéo liền ra rồi. Ở nhà cắt. Rồi mã số 11 giá luôn Vũ ơi. 2,5 triệu nè. Rồi mã số 11 2,5 triệu ha quý vị. Rồi mấy cây này chắc lâu lên đâu nổi đâu hả anh Vũ? Không là đem nổi thôi, để lên cao cao cũng được. Đây, để lên cao quay cho nó thoáng thoáng chứ để đất quay lên cái bộ đế. Rồi mã số 12 ha quý vị. Thì mấy cây này nói chung là thời tiết mưa nên lầy quá, anh em cũng không có lên bàn quay được ha. Cũng mong quý vị thông cảm bỏ qua cho anh em ha. Chiều cao 79 chiều cao anh ơi. Chiều cao 79 ha quý vị. Tại đường trơn trượt. Rồi 45 ha quý vị, đào xét cái nó. Rồi cái vị trí thứ hai ha quý vị. 46 nè. Rồi 46 ha quý vị, không quý vị. Cái này đế ha quý vị. Cái này thì được cái thân quý vị, cái thân nó lật ha. Cái đường cắt nó thì có mấy mặt cắt đây ha quý vị, nhưng mà nó không bị lỗ một gì hết ha. Nên bằng nói chung không lên bằng quay thì chi tiết nó không có nét, thì quý vị có gì alo trực tiếp lên Vũ không quý vị. Rồi cây mã số 10 mấy giá luôn anh Vũ? 4,5 triệu anh ơi. Rồi mã số 12 4,5 triệu không quý vị. Qua mã số 13 quá lại loại. Cây này dáng siêu không quý vị, dáng siêu siêu quỳ. 112 chiều cao. Rồi chiều cao 1m12 ha quý vị. Rồi hoàn thân anh Vũ. 34 hoành anh. Rồi 34 anh cho chiều sổ hạo cái dòng cũ luôn. 37 chiều sổ. Chiều sổ 35 ha quý vị. Rồi hạo. Không anh hạo tổng cái nồi đế được anh Vũ. Ừ. 140 đi anh ơi. Rồi 140 ha quý vị. Rồi đế mình cũng đi xây cho quý vị xem nữa ha. Cái này được lên là quay rất đẹp không quý vị, mà tại vì thời tiết không quý vị thông cảm bỏ qua ha. Đây để không quý vị, dáng siêu mà nó có đủ hết luôn quý vị, không thiếu ha, nguyên cái chân chịu nó luôn. Thôi lỡ rồi thôi. Rồi cái này ảnh bị nhảy số không quý vị? Không, cái không được. Ừ, sửa lại số 13 đi. Rồi cái này mã số 13. Đây dáng siêu không quý vị, lên đây thì nó hai thân ha. Chứ nó có một cái chi nhỏ đây, chi nhỏ đây ha. Quý vị có thể ha. Này mình rớt con sai thì quý vị ha. Cái này đi. Mình xin nhắc lại ha quý vị, trong video có gì sai sót mong quý vị thông cảm bỏ qua ha. Chi tiết nào chưa rõ cứ alo trực tiếp cho anh Vũ không quý vị, qua số Zalo. Rồi cây mã số 13 giá lên Vũ ơi. Cái này 10 triệu anh ơi. Rồi mã số 13 10 triệu không quý vị. Tiếp theo anh. Rồi chiều cao 1m09 quý vị ơi. 47 hoành anh ơi. 47 rồi anh cho lên vị trí dòng eo nhỏ anh Vũ. 43 ha quý vị. 43. Rồi đế đây quý vị. Đế cũng xịu sổ đều hết luôn ha. Cây này xuống dắt chữ A lắm quý vị. Đây, độ nâng cây nó ghê lắm quý vị. Cây này thì đừng cắt nó vậy ha quý vị. Rồi mã số 14 giá lên Vũ ơi. Cái này 7 triệu anh ơi. Rồi mã số 14 7 triệu không quý vị. Qua mã số 15. Một cây này dáng siêu không quý vị, về quý vị quấn bay cũng được ha, tùy ha. 92 chiều cao. Chiều cao 92 ha quý vị. Rồi 39 đến 38 rồi. Rồi 39 đến 38 không quý vị. Rồi hào chiều sổ đúng rồi, cũ cái cũ đặt. 61. Rồi anh cho chiều sổ lên Vũ ơi. 33. Rồi 33. Anh
107 anh ơi, 106 đi. Rồi 106 không quý vị, tổng nội đế ha. Đế ha quý vị, thấy ha. Mưa bung đều hết luôn ha quý vị. Đây quý vị. Nguyên cái đùi nữa nè, quý vị thấy ha. Nó chạy luôn, rất lực ha quý vị. Đó, nguyên cái đùi nữa ha. Khối trước nè quý vị. Đóng tứ diện hết luôn. Rồi. Đây quý vị. Nhìn kỹ ha, cái thân ha quý vị. Nó bay nó có làm phóng ra nữa ha quý vị. Thì ở đây mình cũng chia sẻ ha. Ở đây thì do nó bị tét nhưng mà cũng đã quá đá hả quý vị, thì nó không có bị lỗ mục gì hết á, xử lý keo rồi. Tay cầm đây quý vị, rồi mã số 15 giá luôn Vũ ơi, 12 triệu anh ơi. Rồi mã số 15 12 triệu hả quý vị. Rồi mã số 16 chiều cao 84, chiều cao 84 hả quý vị. 33 hoành. Rồi 33 hoành không quý vị. 34 hoành. Đây đế hả quý vị. Tay cầm đi quý vị rồi. Tay vòng lên Vũ rồi. Rồi mã số 16 giá lên Vũ. 3 triệu rưỡi lên. Rồi mã số 16 3 triệu rưỡi không quý vị. Rồi mã số 17. Chiều cao. Rồi chiều cao 68 quý vị. Rồi. Vị trí đầu tiên không quý vị. 55, 55 trên đây cái anh. Rồi. 50, 51 yếu mà tính 50 quý vị. Rồi cho chiều sổ hạo hạo tổng nội đế luôn. Sổ 32. Rồi. 56 đi anh ơi. Rồi 56 không quý vị. Mấy cái này nói chung là phải có cái đôn lên thì mình quay mới rất đẹp không quý vị. Nằm dưới đất mình quay, quay nó cũng nhìn cây nó không có được đẹp không quý vị. Quý vị chưa rõ chi tiết cứ qua cái số Zalo của anh Vũ ha. Thêm 17 lên xe đi. Để sổ một đường luôn không quý vị. Mấy cây này thì nó hai cây hết quý vị. Nó ôm nhau nhưng mà kéo liền rồi. Thì cái đây nó có bị lỗ nhưng mà quá thạch không quý vị. Đây nè. Nó kéo liền với nhau luôn rồi. Đây được cắt nó vậy không quý vị. Đó đó. Rồi mã số 17 giá luôn Vũ ơi. Cái này 10 triệu anh ơi. 10 triệu không quý vị, mã số 17. Mã số 18. Chiều cao 62. Chiều cao 62 quý vị ơi. Bốn mươi mốt rồi nè. Cho lên đây cái anh Vũ. Cho lên mặt cắt nó đi. 38 yếu và tính 37 thôi. Rồi trên đó vị trí thứ hai là 37 không quý vị. Rồi xây dòng đế anh. Xây dài dòng nha. Rồi mã số 18 giá luôn Vũ ơi. 3 triệu anh ơi. Rồi mã số 18 3 triệu không quý vị. Rồi mã số 19. Cây nhắn siêu không quý vị. 67 chiều cao. Rồi chiều cao 67 quý vị ơi. Rồi 34 ha quý vị. 35 yếu tính 34 ha. Quay từ từ. Rồi dừng. Ở đây thì nó bị lỗ không quý vị, nhưng mà kéo liền da ha. Quý vị thấy biết ha. Đây. Rồi giá luôn Vũ ơi. 2 triệu rưỡi cho này anh ơi. Rồi mã số 19 2 triệu rưỡi ha quý vị. Mã số 20.
20 là cái này hả anh? Đúng rồi. Rồi, cho chiều cao anh. Chiều cao 69 ha quý vị. Đường thân anh. Hoành thân. 42 41 đi. Rồi. Chiều sổ với hạo cái tổng nội đế lên Vũ ơi. 33 chiều sổ. Rồi, tổng hết cái nội đế luôn anh. 88 hay 87 thôi. Rồi ha quý vị. Thì cái quý vị nhìn thấy cái cây này ha. Tại cái bộ đế sổ quá sổ nên ảnh làm cái bầu rất là lớn ha quý vị. Đây cái chùa sổ nó không quý vị. Sổ đều hết luôn ha. Cây này bonsai quý vị tam tài. Đây, đường thân ảnh cắt sẵn không quý vị. Tòa mã số 20 giá luôn anh Vũ ơi. 13 triệu anh ơi. 13 triệu hả quý vị? Rồi qua mã số tiếp theo. 21. Mã số 21 hả quý vị? Mét 12. Chiều cao mét 12 hả quý vị? Rồi 31 chuẩn hả quý vị? Rồi sao dành đế không? Đây quý vị. Đế chân chịu được có hết ha quý vị. Rồi đường thân nó đây ha quý vị. Dáng nó hơi siêu ha. Rồi giá lên Vũ ơi. Cái này 3 triệu hết thôi. Rồi mã số 21 3 triệu ha quý vị. Thì trong quá trình video quý vị xem video có thí dụ thích cây nào cứ alo trực tiếp để trao đổi với anh Vũ không quý vị. 112 anh ơi. Rồi chiều cao 1m12 ha quý vị. Kéo đi theo ông nội gì nó nổi nữa. Ông chỉnh đi gì nó nổi. Ông nhả đây không nổi. Ông không chỉnh lại thì ông bỏ xuống. Rồi 42. Chỉnh tới kia ra kia. 42. Rồi hoàn thân 42. Chỗ đang quay muốn gì nói chút nói. Hoành 42 không quý vị. Sao anh hạo xuống cái dòng củ nạt đó anh Vũ. Thấy củ nó phè quá. Cái củ nạt đó đó. 54 anh ơi. Rồi 54 không quý vị, củ nạt ha. Đây đế không quý vị. Dáng siêu lắc ha quý vị. Được lắc ha. Rồi mã số 22 giá luôn Vũ ơi. Cái này 4 triệu anh ơi. 4 triệu ha quý vị. 23. Qua mã 23. Hai cây này nhỏ mà có vỏ quý vị ơi. Ồ đế quá vip. Một cặp luôn. Cặp này quá cân xứng ha quý vị. Chiều cao 80 anh ơi. Chiều cao 80 quý vị ơi. 34 hoành. Rồi 34 hoành. Rồi anh cho chiều sổ với tổng cái nồi đế luôn anh. 36 chiều sổ. Rồi tổng nồi đế anh. 107 anh ơi. 107 ha quý vị. Rồi mình đi xây dòng đế cho quý vị xem ha. Quý vị là thích cặp này á cứ alo trực tiếp ha. Nếu mà một cặp thì anh để bớt cái tiền phí lại cho quý vị ha. Đế sổ đều hết luôn quý vị ơi. Cặp này rất là vừa ha. Đó quý vị thấy đế ha. Đây ha quý vị. Để sổ không thiếu mặt nào luôn. Cốt cần thì lật ha quý vị. Rồi mã số 23 giá luôn Vũ ơi. Cái này 14 triệu anh ơi. 14 triệu rồi qua mã số 24. Rồi mã số 24 là cây cuối clip ha quý vị. Quý vị nào thích chốt cặp này thì cứ alo trực tiếp Vũ ha. 98 chiều cao. Chiều cao 98 quý vị ơi. Ba mươi chuẩn rồi. Rồi cho chiều sổ tổng rồi đế luôn anh.
số 40. Rồi, tổng rồi đấy anh. Tầm 8 anh ơi. Rồi cũng tầm 7 tầm 8 đi ha quý vị. Đây, dán trật không có gì, tay cầm tứ diện ha, đều lực ha. Bóp gió không có gì. Rồi mã số 24 mình vô lâu giá lên Vũ. Cái 24 này 13 triệu anh. Rồi mã số 24 là cây cuối clip ha. Thì cuối clip mình cũng thay mặt anh Vũ cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip ha. Quý vị nào thiện chí cứ alo trực tiếp cho anh Vũ ha quý vị. Mình xin cảm ơn.